Kính thưa quý vị và các bạn, giá lúa gạo tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long lập một kỷ lục mới với mức giá gần 7.000 đồng một ký đối với lúa đại thơm, lúa ST có giá từ 7.500 đến 7.800 đồng một ký. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay, khiến bà con nông dân trồng lúa rất phấn khởi. Tính đến thời điểm này, diễn biến thị trường lúa gạo hoàn toàn trái ngược với những gì các doanh nghiệp dự đoán mỗi khi vào vụ thu đông. Thông thường khi thu hoạch rộ lúa thu đông, giá lúa trên thị trường sẽ xuống thấp. Nguyên nhân là do lúc đó lượng lúa hàng hóa trên thị trường rất dồi dào, nhưng hiện không có đủ gạo để cho doanh nghiệp mua. Các tỉnh Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp, Trà Vinh, Sóc Trăng, An Giang, nông dân chưa thu hoạch lúa đông xuân. Trong khi đó, vụ thu đông ở Bạc Liêu, nông dân chỉ mới thu hoạch rộ và trễ vụ đông xuân so với các tỉnh khác trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Theo nhiều nông dân, so với thời điểm vụ hè thu, tất cả giống lúa đều tăng từ 300 đến 400 đồng một ký. So với cùng kỳ, giá lúa tăng mạnh từ 500 đến 1.000 đồng một ký. Càng giao vụ thu hoạch rộ gần đây, giá lúa càng tăng. Với mức giá như hiện nay, thu nhập của người dân trong vụ lúa này sẽ tốt hơn và lượng lúa hàng hóa cho nông dân chắc chắn sẽ được tiêu thụ hết.